Là chào các bạn. Hôm nay mình là Long Minh. Hôm nay mình làm video giới thiệu về game LB, game Fetch Richie LB 2178. Đầu game này được tìm kiếm từ năm 2000 mà đến nay gần 20 năm rồi, nó vẫn còn chơi vì cái độ hot, nó giá trị nó vẫn còn cao. Và hiện tại thì người chơi đã tạo ra rất nhiều loại, nhiều form khác nhau, và có cả lem. Trước đây là LB chỉ chính xác là chỉ có nấm lòng và một gai, nhưng hiện tại là được lao tạo nên đã có loại có lem gọi là va đó các bạn, gọi là va cái tê, và có ba gai nữa, và form nó cũng mất dần đi cái loại là đúng ra LB á, là chính xác á, là cái cạnh của cây LB á rất mỏng, nhưng mà rất mỏng như một cây cái lưỡi dao kia, nhưng mà hiện tại người ta lai tạo với những cái loại riêng khác nên mất dần cái tính mà gọi đúng LB, là cái cạnh rất mỏng và một gai và nấm lông và nhìn rất khắc khổ. Nhưng đó, như hiện tại mình đang cầm bàn tay là một cây ghim LB, nhưng mà loại này cũng đã like rồi, là cái cạnh cong, cái văn cong và cái cạnh không còn mỏng nhiều. Và cái loại này á, và các bạn thấy không, là nó vẫn còn ảnh hưởng, nó lai rồi nhưng mà vẫn còn ảnh hưởng là cái văn nó cao và giống cao và cái cạnh rộng mỏng và gai vẫn có một vài nơi là một gai. Loại này dễ trồng, các bạn chỉ cần trồng đất tơi xốp, tưới nước thường xuyên, phân thường xuyên, có nắng nhiều là họ ro thường xuyên. Nó nói chung là loại ghim là loại dễ trồng. Các bạn nên mới chơi thì nên trồng ghim hoặc là lobby. Mình đang cầm bên tay là một loại ghim có mang chất LB đã lai rồi, mang máu LB nhưng mà đã lai rồi, lai với loại ghim Miha nên cạnh không còn mỏng, văng không còn cam và nó có cái này đọc là LB, cái này là ghim văng va, đây mình sẽ thị luôn vài loại ghim. Mình giới thiệu với các bạn vài loại ghim lem. Đó, cây này như này là vẫn còn mang tính có dính máu với LB nên cạnh có cam và văn có cam, nhưng mà nó mất đi, nó không còn mỏng, gai nó mất đi một gai. Form này rất đẹp, hiện tại là form này được cái màu nó đi vô điện thoại, cái màu nó khác đi. Này có màu này, không có nắng đọc rồi. Các bạn xem video LB like, công việc cũng like rồi, hỏi đáp mình có thể trả lời và có góp ý kể lâu lao sẽ được xin đọc những cái phong trào chơi chơi đất nước mình, những cái video. Các bạn xem video nhớ like và sub cho mình. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, mình là Long Minh. Sống Long Lộc cũng gọi đấy chứ, cái hơi bảy chục được chưa? Mình đã điên đầu ông có ký nhớ mà này nhá. Cái bảy chục được chưa? Mình đã nói hồi sáng mà trưa về điên. Hồi sáng thấy không để mấy cái đó ngay. Sao trưa về đi? Đấy. Ồ, ở đây không nhận
không ở đây dễ sợ lắm, đủ cái em chưa lớn cái cái được rồi, cái này hồn nước nó cái thẳng nó cái cái đâu phật cái đâu không phật cái phật đường mà đang ở đây cái hướng nó bên nữa là màu lớn rồi á, cái mua đây mua đó cũng lớn á, cái này đem quên đây à, do đất người trồng đâu không. Thank you.